Út chào cả nhà nha. Hôm nay 28 Tết nha cả nhà. Mình quay cái cây mai, mấy cây mai của nhà cho cả nhà coi nha. Cả nhà thấy bông nhiều không? Hôm nay bắt đầu nở nhiều rồi nè. Cái cây này là nở ít hơn. Có cây bên kia kìa. Đó, cả nhà thấy chưa? Vàng. Nở rực rỡ luôn. Nở nhiều hơn rồi. Đây, cái mai này đó, bông nè. Cả nhà thấy đẹp chưa? Đó, hôm nay 28 Tết mà nở như vậy cả nhà. Đây chắc là đúng ngày 30. 30 là nở rộ, 30 mùng 1 á. Thì cả nhà thấy không? Bông nhiều lắm. Đó, nhiều nha cả nhà. Đó, cây mai của mình đó. Cây mai ngay giữa nhà đó. Tết mình cũng có trồng hướng dương nữa nè. Đó, hoa hướng dương được mấy cây. Còn bắp thì có rau hơn cả nhà. Có bắp chỗ cờ. Chỗ cờ mới có rau bắp thôi. Bắp thì còn nhỏ xíu à. Chỗ cờ ăn Tết ha cả nhà. Bắp chỗ cờ ăn Tết. Trồng hay trễ. Cây thì tốt quá trời tốt luôn. Đây bông hướng dương này cũng trễ rồi nè. Đó. Cây khế. Khế cũng đang ra bông luôn. Đây có mấy chậu bông nè. Là Tết là khỏi cần mua bông luôn cả nhà. Mẹ với chị hai chồng nè. Không cần mua bông, nhưng mà có mấy chậu là hơi bị trễ nha. Đây, cái này là mới búp hả. Rồi tới 30 nó cũng đâu có lớn được bao nhiêu. Nhưng mấy cái này là dừa nè. Đó. Đây. Có bông nè, mấy cái này là có bông rồi. Đây, mình quay lại cái cây mai cho cả nhà coi. Nhà thấy không? Vậy là dừa nha cả nhà. Cây này là không có sớm lắm, dừa. Chưa. Đó. Búp nè. Quá trời trên kia luôn kìa. Đó. Đó, cả nhà thấy không? Đó, cây mai đó. Đó, cả nhà thấy chưa? Đó. Búp quá trời luôn nè cả nhà. Năm nào nó cũng nở rộ vậy hết nha cả nhà. Đó, đây nè, góc bên đây. Wow, tới cây mai bên đây nè. Đó, các nhà thấy không? Cây này là nở nay 28 là nó nở vàng hết trơn nha cả nhà. Nở chưa rộ. Nhưng mà là vàng hết rồi. Nhìn thấy chưa? Đó. Búp cũng nhiều lắm. Búp cũng nhiều lắm cả nhà. Đây, cái cây bên đây nè, cái cây ở ngoài cổng nè. Đó, cây này là nở sớm nhất 26 là nó nở rồi. Sáng hôm nay 28 là ra nhiều hơn luôn nữa. Đó, thấy không? Nở nguyên cây luôn đó cả nhà. Một cây này nè. Đó. Đây cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Nguyên cái cây nó đây đó. Mai mốt là nó vàng hết khung này luôn nè. Mình ngồi ở đây là chói mắt dữ lắm. Đó, cả nhà thấy chưa? Nhà chưa dọn dẹp gì nhiều cho nên còn bề bộn quá nha cả nhà. Cả nhà đừng có cười mình nha. Đây, nhìn từ góc ở ngoài, hướng ngoài lộ nhìn vô nè. Đó. Mấy cây mai nó vàng như vậy cả nhà.
Rồi cả nhà chuẩn bị Tết tới đâu rồi cả nhà? Cả nhà sắm sửa gì hết chưa? Mình còn mới bắt đầu dọn dẹp nữa cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy đó. Nhà mình là Tết năm nào cũng phải vậy cả nhà. Bông hoa. Hoa mai không à, hoa mai nhiều lắm. Mấy cây này là thấy lặt rồi cũng đã mệt rồi. Đó. Mình kết thúc video đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha.